Cầu thang là một trong những bộ phận chắc chắn không thể thiếu trong việc thiết kế nhà cấp 4 có gác lửng. Bởi vì nó không chỉ đóng vai trò là kết nối các không gian, mà cầu thang cũng góp phần đem đến yếu tố phong thủy để phù hợp với mỗi thành viên trong gia đình của bạn. Vậy thì hãy cùng blog Nội thất Đẹp tìm hiểu top những mẫu cầu thang đẹp cho nhà cấp 4 có gác lửng năm 2023 để các bạn có thể tham khảo lựa chọn phù hợp nhất trong video này nhé! Cầu thang gác lửng là gì? Cầu thang gác lửng là cầu thang thiết kế dành cho những ngôi nhà mà có tầng lửng hoặc là tầng gác xếp. Loại cầu thang này có công dụng kết nối giữa tầng trệt và tầng lửng đơn giản nhằm giúp hỗ trợ quá trình sinh hoạt trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm được không gian sống hiệu quả. Ưu điểm khi thiết kế xây dựng cầu thang nhà cấp 4 có gác lửng. Dưới đây là những ưu điểm khi thiết kế và xây dựng cầu thang nhà cấp 4 gác lửng cụ thể như sau. Đây là bộ phận kết nối giữa hai tầng không gian, giúp cho việc di chuyển được thuận tiện nhất. Cầu thang này còn ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của không gian. Mỗi thiết kế cầu thang đều có tính độc đáo riêng, đem đến một nét đẹp riêng cho ngôi nhà. Từ đó mà việc thiết kế cầu thang ấn tượng được rất nhiều hộ gia đình chú trọng. Nó giống như một bộ phận trang trí nội thất mới lạ nhưng mà rất là cần có. Yếu tố phong thủy mà cầu thang này đem lại cũng là một vấn đề mà các bạn rất quan tâm. Bởi vì khi cầu thang mà được thiết kế theo phong thủy, phù hợp với mệnh của bạn, thì các yếu tố sinh khí sẽ đem tới sự may mắn, thịnh vượng ở trong công việc và cuộc sống cho mọi thành viên trong gia đình. Và ngược lại, khi không thiết kế theo phong thủy thì có thể sẽ có những tác động tiêu cực tới đời sống hàng ngày của bạn đấy nhá. Lưu ý khi xây dựng mẫu cầu thang nhà cấp 4 có gác lửng mà các bạn cần biết. Tìm hiểu về thông số kỹ thuật của cầu thang. Dưới đây là những thông số kỹ thuật khi xây dựng cầu thang được thống kê cụ thể như sau. Độ rộng dao động từ 0,8 cho đến 1,2 hoặc 1,5m tùy vào diện tích của ngôi nhà. Độ cao bậc cầu thang dao động từ 15 cho đến 18cm. Chiều rộng của bậc tương ứng sẽ từ 25 cho đến 30cm. Độ dốc của cầu thang khi thiết kế sẽ được tính theo công thức là 2H cộng với B bằng 600mm. Trong đó H là chiều cao của bậc thang, còn B là chiều rộng của bậc thang. Chiều cao của lan can là 90cm, không được thấp hơn 80cm để đảm bảo thẩm mỹ và tính an toàn. Số bậc của cầu thang được tính theo hai cách. Cách 1, số bậc sẽ rơi vào chữ sinh trong tuần hoàn, sinh, lão, bệnh, tử, thông thường sẽ là số lẻ. Cách thứ hai, số bậc sẽ được tính theo công thức 4 nhân n cộng với 1. Trong đó thì n là số chu kỳ lặp lại khi đếm số bậc từ 1 cho tới 4, đồng nghĩa là số bậc cầu thang phải chia cho 4 và dư 1. Chú ý số bậc cầu thang. Số bậc cầu thang thường được thiết kế với số bậc là 21 hoặc là 25. Hai con số này sẽ đem lại tài lộc, may mắn, sự bình an cho các thành viên trong gia đình. Chú ý đến phong thủy của cầu thang. Phong thủy là yếu tố được chú trọng nhất khi thiết kế cầu thang cho nhà gác lửng. Vị trí cầu thang theo phong thủy. Nếu bạn lựa chọn vị trí đặt tốt hợp phong thủy sẽ đem đến sự lưu thông, tài vận lên cao. Từ đó khi thiết kế cầu thang cần đảm bảo các yếu tố như sau. Cầu thang đặt tại tầng trệt không được thẳng với cửa chính, vừa không hợp phong thủy, vừa không có tính thẩm mỹ cao. Nếu như bắt buộc phải thiết kế như vậy thì có thể sửa bằng cách đặt tủ hay là kệ để làm vách ngăn. Ngoài ra, các bạn nên lựa chọn cầu thang đặt ở một bên cửa nhà để tiết kiệm diện tích xây dựng. Cầu thang dạng xoắn ốc cũng được yêu thích hơn là cầu thang dạng thẳng. Ngoài vị trí và số bậc thì cần chú ý đến nơi có vượng khí tốt với các cung, âm quý nhân, dương quý nhân, thiên mã, thiên mộc, đào hoa và cần tránh các cung, thiên hình, đại sát. Lựa chọn vật liệu cầu thang của nhà cấp 4 gác lửng phù hợp. Cầu thang hiện nay có 5 loại vật liệu chính, đó là gỗ, kính, đá, bê tông và thép. Trong đó mỗi loại sẽ có những ưu và nhược điểm, mức giá thành khác nhau. Vậy nên tùy thuộc vào điều kiện, sở thích và mẫu thiết kế chung mà các bạn có thể lựa chọn 5 loại chất liệu khác nhau các bạn nhé. Những mẫu cầu thang đẹp cho nhà cấp 4 gác lửng năm 2023. Dưới đây, blog Nội thất Đẹp giới thiệu cho các bạn những mẫu cầu thang nhà cấp 4 gác lửng đẹp và ấn tượng nhất hiện nay để các bạn cùng tham khảo. Mẫu cầu thang gác lửng gỗ.
Chất liệu gỗ dùng để làm cầu thang gác lửng rất là phổ biến. Nhiều ngôi nhà theo phong cách truyền thống thì mẫu cầu thang này đã không còn xa lạ. Hiện nay với gác lửng, các bạn có thể sử dụng chất liệu gỗ để làm cầu thang, mang đầy một không gian đơn giản, tiện lợi khi sử dụng và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ chung. Mẫu cầu thang cốt thép bê tông. Đây là mẫu cầu thang phổ biến nhất hiện nay, không chỉ ở trong nhà dân dụng mà thi công nhà có gác lửng cũng được áp dụng mẫu cầu thang này. Độ bền cũng như kết cấu cao, thi công nhanh, tiết kiệm chi phí cũng là ưu điểm của mẫu cầu thang này. Mẫu cầu thang gác lửng kính. Cầu thang gác lửng bằng kính sẽ được sử dụng chất liệu kính từ tấm kính cường lực có độ dày cao, có khả năng chịu nhiệt tốt. Và đây là chất liệu được rất nhiều gia đình lựa chọn khi làm cầu thang gác lửng, tạo nên một cảm giác không gian thông thoáng, mở rộng cho căn nhà. Và trong các mẫu công trình hiện đại, biệt thự cũng được sử dụng mẫu cầu thang này rất là nhiều. Mẫu cầu thang gác lửng bằng sắt. Mẫu cầu thang gác lửng này được thiết kế khá là đơn giản, nhưng vẫn luôn được rất nhiều gia đình yêu thích lựa chọn. Bởi mẫu cầu thang này sẽ giúp căn nhà trở nên rộng rãi, thoáng đãng và không kém phần trẻ trung. Độ bền cao, thi công nhanh cùng với tiết kiệm chi phí chính là những ưu điểm của mẫu cầu thang này. Trên đây là top những mẫu cầu thang đẹp cho nhà cấp 4 gác lửng năm 2023. Hy vọng qua video này giúp bạn sở hữu được mẫu cầu thang phù hợp nhất cho gia đình của mình nhé. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.